Tường Vi và Trúc Linh xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ cung cấp cho quý vị rất nhiều thông tin bổ ích giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn thông qua những lời chia sẻ thật chân thành từ các chuyên gia. Tiếp theo đây là chuyên mục Tư vấn tiêu dùng. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, một đôi môi hồng hào, tươi tắn và căng mọng là điều mà tất cả các chị em phụ nữ đều mong muốn. Thế nhưng là không phải ai cũng được như vậy. Chính vì vậy mà hiện nay có khá nhiều các chị em phụ nữ sử dụng phương pháp phun môi thẩm mỹ để làm đẹp cho đôi môi của mình. Vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa từ phương pháp này? Và bên cạnh đó là phải có những lưu ý gì? Thì trong chương trình ngày hôm nay, Kim Quý xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Phạm Quỳnh Trang, hiện đang là giám đốc của Viện Da Sài Gòn Đẹp Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nha. Dạ, xin chào chị Quỳnh Trang. Rất vui vì ngày hôm nay chị Trang đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình. Xin chào Kim Quý. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, chị Trang ơi, theo như Kim Quý thấy thì hiện nay có một số chị em phụ nữ là có một đôi môi hồng hào và tươi tắn rất là tự nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số người lại có môi thâm, sẫm màu. Không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy ạ? Sở hữu một đôi môi mà nó xinh xắn tươi tắn á, thì hầu như chị em phụ nữ nào cũng mong đợi. Nhưng mà cái yếu tố quyết định cái sắc tố của làn môi thì nó phụ thuộc rất là nhiều về cái sắc tố da. Thường thì Kim Quý sẽ thấy là những người mà da trắng á, thì họ sẽ có may mắn hơn là họ sẽ tự nhiên sở hữu một đôi môi nó hồng hào hơn. Nhưng khi chúng ta có da mà nó hơi ngâm hơn hoặc là sạm màu hơn, có nghĩa là sắc tố da của chúng ta nhiều hơn, thì dẫn đến là đôi môi thường nó cũng thâm hơn. Đối với người Việt Nam chúng ta thì những người mà sở hữu làn da mà nó hơi sạm màu hoặc là nó hơi tối màu hơn thì nghiễm nhiên là chúng ta cũng phải bị ảnh hưởng, là đôi môi của chúng ta sẽ không có tươi tắn bằng những người có làn da trắng sáng hơn. Ngoài ra thì cái yếu tố sinh hoạt cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến màu sắc của môi, đặc biệt là những thói quen xấu như là hút thuốc lá hoặc là sử dụng những thức uống mà có chất kích thích như là rượu bia, cà phê, trà một chút xíu, mà nếu uống quá nhiều thì cũng có thể ảnh hưởng tới màu sắc của răng, của môi. Rồi do chúng ta không có bảo vệ làn môi, không dưỡng ẩm môi mà thiếu dưỡng chất, đặc biệt là thiếu nước thì cũng sẽ rất là xuống sắc. Thì phụ thuộc rất là nhiều vào cái thói quen chăm sóc môi cũng như là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nữa. Dạ, vậy thì đối với những ai có đôi môi thâm sẫm màu thì chúng ta sẽ có những phương pháp nào để cải thiện màu môi của mình ạ? Thứ nhất, chúng ta có thể dùng những phương pháp tự nhiên như là dùng những cái trái cây, rồi dùng mật ong. Rất là nhiều người sử dụng những phương pháp dân gian nhưng mà hiệu quả thì nó cũng giới hạn thôi. Thì ngoài ra chị em có thể tìm đến các phương pháp thẩm mỹ khác như là thay da sinh học, nhưng mà nó cũng không mang lại hiệu quả ngay lập tức và cũng không để mà sáng được một cái sở hữu được một cái màu gì như chúng ta mong muốn. Thì do đó cái phun môi thẩm mỹ là phương lựa chọn tối ưu nhất mà đem lại hiệu quả thấy rõ và hầu như là đáp ứng được cái mong đợi của chị em chúng ta nhiều nhất. Dạ, như chị Trang vừa chia sẻ thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp phun môi thẩm mỹ để cải thiện được màu môi của mình, để làm cho môi của mình hồng hào hơn và có được một màu môi như là mình mong muốn, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay chúng ta có những phương pháp nào, và bên cạnh đó thì mỗi phương pháp sẽ có những ưu điểm, nhược điểm nào, chị Trang có thể chia sẻ cho Kim Quý và quý vị khán giả được biết không ạ? Nếu mà nói về phun môi thẩm mỹ thì đây là gọi là giải pháp mà hiệu quả chúng ta có thể thấy rõ nhất và ngay lập tức sau khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp phun môi thẩm mỹ để làm đẹp cho làn môi của mình. Dĩ nhiên là chị em cũng có thể lựa chọn những cái phương pháp thiên nhiên, ăn uống này kia, nhưng mà cải thiện nó chỉ đôi chút thôi. Còn đối với phương pháp phun thôi thẩm mỹ thì ngay lập tức là chúng ta đã có được cái màu ưng ý và cái dáng môi cũng hợp với ý của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta lựa chọn cái đơn vị nào mà chúng ta đủ tin tưởng và đủ uy tín để có thể đảm bảo được cái làn môi của chúng ta sau khi làm thì nó đúng như ý muốn và không có những cái điều tai biến. Bởi vì phun môi thẩm mỹ thực ra nó là vẫn là một kỹ thuật thẩm mỹ đơn giản nhưng mà không được như mong đợi, thì cũng nên cẩn thận khi lựa chọn.
Dạ, như là Kim Quý vừa nói thì có khá nhiều các chị em phụ nữ rất là tin tưởng vào phương pháp phun môi để làm cho đôi môi của mình đẹp hơn, tươi tắn hơn như là mình mong muốn. Nhưng mà lại có một nghịch lý nữa, đó là lại có khá là nhiều người sau khi mà thực hiện phương pháp phun môi rồi thì đôi môi lại càng trở nên sẫm màu hơn và thâm hơn. Không biết nguyên nhân tại sao lại như vậy ạ? Thứ nhất, chúng ta phải coi là cái màu mà họ sử dụng có đảm bảo chất lượng hay không. Bởi vì ngày nay thì cũng có nhiều cơ sở hoặc là một số người là đi xong mà không rõ nguồn gốc, cái nguồn mực họ sử dụng như thế nào. Cái loại mực sử dụng cho màu môi mà chất lượng tốt thì rất là quan trọng, là ảnh hưởng tới sắc môi của họ. Cái thứ hai là cái chăm sóc sau khi làm xong hay là phun theo thẩm mỹ nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên hạn chế dùng những cái thức ăn hoặc thức uống mà có kích thích quá nhiều làm cho da chúng ta kích ứng, chẳng hạn như ăn quá nóng, quá cay, hoặc là ra đường thì lại không che chắn cẩn thận, mà trong khi đó môi của chúng ta vừa mới làm, hoặc là chúng ta sinh hoạt không đều đặn, cũng uống không đủ nước và không dưỡng cái môi, thì cũng giống như chúng ta trồng một cái cây mới mà chúng ta lại không chăm cho nó thì nó cũng sẽ không thể nào tươi tốt được. Dạ, hiện nay thì chúng ta vẫn nghe nói nhiều đến phương pháp phun môi thẩm mỹ. Nhưng mà trước đây thì Kim Quý có nghe ông bà của mình thường nói đến hai chữ là xăm môi. Không biết là giữa xăm môi và phun môi thẩm mỹ thì giống nhau và khác nhau như thế nào ạ? Về nguyên tắc, tức là cả xăm hay phun theo bây giờ thì nó đều là đạt một cái mục đích chung là tạo màu môi cho chị em chúng ta, một cái mà nó giữ được lâu dài. Nhưng về cái kỹ thuật xăm và theo bây giờ nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, từ cái công cụ sử dụng nó cũng khác. Thì ngày nay chúng nhờ công nghệ thì hiện đại, thì chúng ta may mắn là có những cái trang thiết bị mà nó không có đi quá sâu, nó không có xâm lấn quá sâu vô chân mày hoặc là môi của các chị em, nên là không có gây cái tổn thương lớn cho cái môi hay cái chân mày của mình. Và chính vì không gây tổn thương thì nó sẽ tạo được một cái nét đẹp mà nó tự nhiên hơn. Thì khi xăm thì chúng ta lại can thiệp quá sâu vào cái vùng da mà chúng ta điều trị, thì sẽ dẫn đến có thể có những cái biến chứng ngoài mong muốn. Còn cái máy và công cụ hiện tại ngày nay thì nó sẽ giảm thiểu những cái biến chứng không mong muốn đó và hoàn toàn an toàn cho da. Và thứ hai là nó sẽ tạo được một cái màu khi mà nó lên cái làn da của chúng ta, nó chỉ ở trên lớp biểu bì, nó rất là tự nhiên so với là phương pháp xăm trước kia. Dạ, vậy thì không biết với kinh nghiệm của chị thì chị thấy là các chị em phụ nữ sẽ thường theo xu hướng là sẽ tin dùng vào những phương pháp nào và thường là sẽ chọn những màu môi nào ? Màu sắc thì nó thuộc vào sở thích. Cũng có một số người thậm chí là theo phong thủy, thích những cái màu nó hợp mà họ nghĩ là hợp với mạng hay hợp với cái cá tính của họ nữa. Yeah. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ được tư vấn là nên làm một cái màu nó tự nhiên thôi và nó hợp với tông da của mình. Nếu mình là làn da ngâm thì mình có thể chọn những cái ngâm mà nó hơi ngã qua tái nhiều, rồi chúng ta có thể chọn một cái sắc nó hơi cam hoặc hơi hồng nhẹ. Nhưng không nên đi màu quá đậm, bởi vì khi mà chúng ta làm những cái màu quá đậm mà mặt chúng ta lại không trang điểm á, thì nhìn bình thường nó sẽ không có tự nhiên lắm. Nên thường là có lời khuyên cho các chị em là chúng ta nên chọn những màu nó hợp với màu da chúng ta, chỉ có sáng lên khoảng 2 hoặc 3 tông tối đa, không nên làm quá đậm. Dạ, vậy là qua những lời chia sẻ của chị Quỳnh Trang thì Kim Quý và quý vị khán giả đã hiểu rõ hơn về phương pháp phun môi thẩm mỹ, để từ đó mà giảm bớt những lo lắng của mình. Chỉ cần mình suy nghĩ thật là kỹ, lựa chọn một màu môi phù hợp với mình nhất, và bên cạnh đó là sẽ lựa chọn một cơ sở uy tín nhất để thực hiện phương pháp này, thì chắc hẳn là mình sẽ có được một màu môi, một đôi môi như là ưng ý nhất, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn chị Quỳnh Trang đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình và mang đến những thông tin rất là bổ ích dành cho Kim Quý và quý vị khán giả. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn Kim Quý, có một buổi nói chuyện rất là thú vị. Trang cũng xin chúc các chị em phụ nữ là sau buổi nói chuyện hôm nay sẽ có được một cái làn môi đẹp, tươi tắn như mình mong đợi. Còn bây giờ sẽ là khoảng thời gian dành cho chuyên mục Giờ Vàng Giá Rẻ. Hãy xem sản phẩm nào có giá cực sốc ngay sau đây quý vị nhé. Chuyên mục Giờ Vàng Giá Rẻ ngày hôm nay, 10 khán giả nào gọi nhanh nhất về số hotline của chương trình trong mỗi lần phát sóng từ 21 giờ 55 phút đến 22 giờ sẽ có cơ hội nhận một phiếu mua hàng trị giá 50 triệu đồng khi đặt mua Sunrise Riverside, dự án trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn của tập đoàn Novaland. Bên cạnh đó, khán giả may mắn sẽ nhận được thêm ưu đãi. Sau khi thanh toán đợt 1, khách hàng chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà và tặng phí quản lý căn hộ 10 năm giá trị lên đến 140 triệu đồng. Lưu ý, chỉ 10 vị khán giả nào nhanh tay nhất gọi về cho chương trình thôi quý vị nhé.
hotline 0903 606 855. Đến đây thì thời lượng chương trình xin được phép khép lại. Mời quý vị khán giả luôn theo dõi và đón xem chương trình để cập nhật những thông tin bổ ích từ chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không bao giờ quên khung giờ phát sóng quen thuộc của Sự Lựa Chọn Thông Minh, đó là 21:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Trúc Linh và Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.